có những cái sự bình yên, nó rất là bình yên. Đó là em, người ta biết em là ai, em biết người ta là ai. Em có câu hỏi, khi nào thì nên nói với bạn gái về những quan điểm của bản thân trong một mối quan hệ? Làm sao để biết cô ấy sẵn sàng cho chuyện kết hôn vậy chị? Trời ơi! Em cảm ơn chị Nhi và Nhi Lê Tim. Trời má, mày hỏi câu này đúng lúc trai của tao đang ngồi phía sau luôn. Chẳng lẽ giờ tao hỏi ảnh cho mày? Ông gài tao mấy cái câu. Ừ, ông thầy ông gài tao mấy cái. Kiểu không thể chấp nhận được luôn á. Cái này em phải hỏi con trai chứ giờ hỏi con gái sao hỏi. You should check. They have a question for you, that's why I'm laughing. So the question is, I translate to English, okay? And you give me answer and I translate for them. Okay, chị hỏi trai của chị cho tụi em nghe, anh trả lời xong chị ơi. So it's from a boy. He asking, hi, can I ask you about when can I tell my girlfriend about my personal opinion in the relationship, and also how do I tell her that she ready for the marriage with me or I'm ready for marriage with her? Can you tell me about that? That's why I'm laughing, because he asking you. When can he share with her about personal opinion in the relationship? It means about himself in the relationship, how he is and who he is. Because it's like they dating, but he don't dare to speak, to tell her about him yet. So it's like they in the, like, the romantic moment right now. Yeah. Anh nói là em nên dắt bạn gái em đi ra ngắm biển, hoàng hôn xuống. Ok, continue. Xong rồi nói với cổ là nói là anh có cảm giác với em và cảm xúc với em, và anh muốn em làm bạn gái của anh, và bắt đầu tâm sự với cổ. Rồi sao nữa? Then continue. Xong rồi ráng đài đâu. Why are you teaching kissing right now? Okay, then continue. Sau đó hai đứa sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau. How about the married part? How do he know if she's ready for marriage, and how do he know if he's ready for marriage? Take her to what? Okay. Anh nói là em còn cái chuyện kết hôn thì em nên từ từ, nên cho hai đứa cơ hội. Và hai đứa nên dắt nhau đi du lịch, tại vì du lịch là cái cách tốt nhất để coi là em đã sẵn sàng ở chung được với nhau chưa, rồi nhìn những cái kết nối. Thank you baby. Very great. You want some more add on? Okay. Rồi xong anh nói là dắt nhau đi du lịch á, mà cảm thấy là hai đứa ở với nhau mà không có cãi lộn, không có cự lộn, rất là đầm thắm với nhau ấy. Và về nhà lại mà cảm thấy là anh không thể sống thiếu em được, tức là đúng rồi đó, là em sẵn sàng kết hôn và cổ sẵn sàng kết hôn. Chị Nhi trong tình yêu là người như thế nào? Em tò mò chị trong vị trí đó, mong chị chia sẻ. Trời, kéo ghé sát vô, đứa nào muốn xem chị Nhi dẹo. Đứa nào muốn xem chị Nhi dẹo, kéo ghé sát vô. Nói vậy thôi chứ chị cũng không dẹo đâu em. Trong tình yêu chị là một người cực kỳ đơn giản và một người cực kỳ nhàm chán. Chữ thiệt luôn, và chị đã từng nói tụi em, có những thứ tụi em phải để nó nhàm chán cực kỳ, đó là tiền và gia đình, mối quan hệ mà em yêu thương, những người gần nhất. Có những cái lúc mà chị đi qua nhà trai của chị dùng từ trai thôi, tại chị chưa có bạn trai, hiểu không? Đối với chị, những người hẹn hò chị sẽ gọi là trai thôi. Tụi chị nấu ăn với nhau, nhảy trong nhạc, đang trong lúc nấu ăn mở nhạc chill vậy thôi, rồi hai đứa lắc lư theo nhạc, rồi
tâm sự với nhau hôm nay công việc làm sao, rồi mệt mỏi gì không, rồi chia sẻ một chút, xong ngồi ăn tối với nhau, rồi có khi ra sofa ngồi ôm nhau và chẳng nói gì hết. Ok, và có những cái sự bình yên, nó rất là bình yên, đó là em, người ta biết em là ai, em biết người ta là ai, em biết cuộc đời của họ một ngày họ phải chật vật với bao nhiêu thứ, và họ cũng biết một ngày với em bận rộn bao nhiêu thứ rồi, cho nên gặp nhau chỉ để truyền cho nhau cái năng lượng gọi là đàn ông gọi là muscular, họ cái năng lượng nam tính của họ cần một cái người phụ nữ kế bên để nung chiều họ, để nâng niu họ, để mà nữ tính, để mềm mại họ lại. Và cũng ngược lại, phụ nữ có đôi khi em đi về mạnh như chị thì mạnh, nhưng mà em về em chỉ cần có một bờ vai để em dựa và em có thể nhõng nhẽo được vậy thôi. Chị cũng chẳng nhõng nhẽo gì đâu, nhưng mà chị có thể ở bên một người và chẳng nói gì hết, và hai đứa, và tụi em phải là hai người gọi là thực sự trưởng thành để mà cảm nhau. Hồi xưa có thể là chị sẽ để cảm xúc chi phối nhiều hơn, nhưng mà bởi vì chị có con rồi cho nên nó sẽ khác. Đây là một trong những cái phần chị nghĩ chị sẽ dạy cho tụi em hiểu tại sao tập luyện cho em để mà rational thinking nó rất là quan trọng. Okay, tại vì á, cảm xúc nó không có sai, và em phải hiểu con người đẻ ra nó là nó đi theo em rồi, nó như cái da của em, nó như cái xương của em vậy đó. Okay. Cảm xúc em đẻ ra là em có. Okay. Rồi cái phần lý trí của em nữa. Giờ thì em phải hiểu được là não bộ của con người nó có hai phần, tư duy lý trí và tư duy cảm xúc. Hello chị Nhi thường nói là con gái phải chảnh, mà nghèo thì làm sao chảnh được chị ơi? Không về trả lời câu hỏi của em. Câu này hay. Ủa chết, hỏi đúng câu không vậy? Hình như tụi em nghĩ chảnh ở đây tức là tụi em nghĩ chảnh ở đây tức là em phải có một cái gì đó để chảnh hả? Chảnh ở đây là cái mà chị đang nói là học cách cho bản thân mình được một cái mà chị dùng cái từ là tự tôn và tự trọng. Tự tôn và tự trọng ở đây đó là cái gì nè? Rất đơn giản, đến bây giờ chị còn dạy cho Eva luôn, là từ bây giờ chị đã dạy cho nó rồi. Em mà đi ra đường, nếu như em gặp một đứa con gái như em có muốn làm tình, em có muốn cưới nó, em có muốn chăm sóc nó, em có muốn quan tâm đến nó, hay em có muốn đầu tư cả cuộc đời em vô nó không? Nếu câu trả lời của em là không thì đó chính là cái chị nói đó, đó chính là vấn đề. Chảnh ở đây tức là em phải hiểu được là có những thứ mình phải biết say no, phải biết nói không em. Ví dụ cái thằng đó, anh hứa với em á là em đi ăn tối với anh tối nay xong là ngày mai về á là anh làm bạn trai em liền. Nhảm nhí, không có. Đó chính là cái tự tôn và cái tự trọng đối với chính mình để biết được là mình không phải là cái đứa con gái dễ dãi như vậy. Được chưa? Chảnh ở đây á, là em phải có cái tự tôn của em, cái tự trọng của em để em biết được một điều là ok, nếu như mình là một con người mà mình nhìn mình từ phía, em phải để vị trí là ở phía ngoài. Em nhìn em nhìn lấy chính em. Em có chấp nhận được em là một con người như vậy hay không? Nếu câu trả lời của em là không, đó chính là cái chị nói em phải chảnh. Em phải chảnh để em đi ra đường người ta cảm thấy ồ con này nó có giá trị quá. Khó để mà lột đồ được con này quá, khó mà ăn được tiền con này quá, khó mà leo lên giường được với con này quá. Và chị luôn làm cái điều này với chị mỗi ngày. Và chị luôn để chị ở cái vị trí là ngày mai chị là một thằng đàn ông. Chị nhìn thấy một cái con như chị, tùy á, nếu như hôm nay chị đi ra đường chị nói xác định của chị là tao chỉ muốn mày nhìn thấy tao theo kiểu là quất làm tình một đêm rồi đi, cái đó là nó khác. Là em phải là người có chủ đích trong cái đêm đó, đến cuối cùng chị nói rồi mà, em phải là người quyết cái cuộc đời của em phải là người đưa cái mà em muốn ra. Và trai của chị có nói một câu mà rất là vui, chị sẽ giải thích cho em nghe. Anh nói là em không có tán anh nhưng mà em bật đèn xanh về. Và chị đã từng dạy rồi, mày kiếm video cũ lại, tao đã nói rồi, con gái thành đạt không ai tán hết đó, nó chỉ bật đèn xanh thôi. Cái người mà tự chạy vô đó là vẫn là đàn ông. Em không bao giờ phải đi tán ai hết á, em là con gái em phải chảnh. Chị nhìn nó chằm chằm à, chị nhìn nó từ bàn này qua bàn kia, chị nhìn nó cho nó nhìn nó theo kiểu là một cái ánh mắt là tao đang nhìn mày đó, tao đang tia mày đó, đi qua đây đi thằng bờm, hiểu không? Vậy thôi. Nhưng mà chị sẽ không có chạy lại xin số điện thoại, và ảnh là người xin số điện thoại của chị. Vậy thôi, là con gái em chảnh là kiểu như vậy đó. Tức là em có phải là cái tầm để cho người ta nhìn đến và người ta muốn được đi tiến lại với em, đó chính là cái gì nó chảnh. Chứ chị không nói chảnh ở đây là dạ chị nghe em phải có tiền em mới chảnh, không phải. Đâu phải có tiền mới chảnh đâu em, hồi tao không có tiền tao cũng chảnh nữa.
Tại vì chị thứ nhất là người mà phải nói chuyện vui rồi hài hước rồi thông minh, rồi cũng phải tự lập một chút, cũng phải nói chung là tự lập. Ở đây tao không nói là nó giàu tới độ nó phải nuôi tao, tại giờ ai nuôi nổi con này ăn như hạm đội á mà. Nhưng mà chứ họ lo được cho họ và họ có ước mơ, họ có tham vọng, họ có hoài bão giống như chị. Người phải có cầu tiến, em không có cầu tiến không ở được, em khó ở lắm. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm, tiếp tục lan tỏa gì nữa.